vừa qua, Hạt Kiểm Lâm Đà Lạt đã phối hợp cùng Viện Kiểm sát, Công an thành phố Đà Lạt tiến hành khám nghiệm hiện trường vụ khai thác trái phép xảy ra tại Lô B, khoảnh 1, tiểu khu 162A, phường 4, thành phố Đà Lạt. Hiện trường vụ khai thác rừng trái phép nằm không xa khu dân cư, ngay đường lộ vào khu du lịch đất sét Đà Lạt. Khu rừng nguyên sinh này thuộc sự quản lý và bảo vệ của công ty trách nhiệm hữu hạn Xuân Minh. Tại hiện trường, lực lượng chức năng đã xác định có 3 cây gỗ xoan đào nhóm 4 đã bị chặt hạ. Cây có đường kính gốc lớn nhất đến 1,5 m, bị chặt hạ từ khoảng hơn 1 năm. Thân cây dài 23 m, đến thời điểm tháng 8 năm 2015, lâm tặc mới tiến hành cắt khúc và dùng máy tời kéo ra khỏi hiện trường. Chỉ riêng cây gỗ này đã có trữ lượng gỗ trên 20 m3. Cách đó không xa, hai cây gỗ xoan đào có đường kính gốc 70 và 75 cm mới bị chặt hạ khoảng 2 tháng. Lâm tặc đã tiến hành xẻ thành từng phách gỗ. Một phần số gỗ phách đã được đưa ra khỏi rừng, số còn lại là 26 phách với khối lượng là 1,8 m3 còn rất mới. Trong khoảng 1 km đường mòn là la liệt những lóng gỗ có đường kính rất lớn và cả những hộp gỗ lâm tặc đang rời ra khỏi hiện trường nhưng đã bị phát hiện. Đây là khu rừng nguyên sinh, do vậy vụ khai thác trái phép 3 cây gỗ xoan đào đã kéo theo sự hủy hoại cả một khoảnh rừng rộng lớn. Hạt Kiểm Lâm Đà Lạt cho biết, với cây gỗ có đường kính đến 1,5 m thì tuổi thọ phải đến hàng trăm năm. Trên cơ sở kết quả khám nghiệm hiện trường, Hạt Kiểm Lâm Đà Lạt sẽ tiến hành củng cố hồ sơ để khởi tố vụ án.